Sáng ngày 21 tháng 5 2019, EcoWorld Corp đã ra mắt EcoWorld Land, sàn giao dịch offline và online lớn nhất Việt Nam với mô hình bất động sản chia sẻ và đồng thời cũng giới thiệu ứng dụng Ecopoint, chia sẻ bất động sản đầu tiên trên thế giới sử dụng nền tảng công nghệ blockchain để giao dịch, mua bán. Với vị thế là người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ blockchain vào bất động sản chia sẻ, EcoCorp đem đến cho người dùng một nền tảng trên smartphone có tích hợp bản đồ Google để định vị bất động sản, kết hợp cùng công nghệ 4.0 nhằm kết nối người dùng, giúp cho người bán và cho thuê dễ dàng chia sẻ tài sản của mình cũng như tiếp cận giao dịch trực tiếp với đối tác mà không cần thông qua bất kỳ một kênh trung gian nào. Điểm khác biệt lớn nhất của chúng tôi là app bất động sản chia sẻ đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ blockchain, tăng tính minh bạch, an toàn và bảo mật. Sản phẩm của chúng tôi sẽ là một cái xu hướng mới trong cái nền bất động sản, giải quyết những vấn đề của bất động sản truyền thống. Sắp tới đây, ngày 30 tháng 9 2019 sẽ diễn ra sự kiện ra mắt ứng dụng EcoPoint tại Dubai, chính thức đưa ứng dụng lên Google Play và App Store để khách hàng toàn cầu có thể chia sẻ bất động sản hoàn toàn miễn phí.